Xin chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trên kênh của Nhi TV Vlog nhá. Thì trong cái buổi tối ngày hôm qua thì Nhi cũng có lên một cái clip để Nhi phản bác và Nhi cũng có cái lời khuyên đến em Bùi Thanh Quỳnh Như. Nhưng cuối cùng thì những cái lời khuyên can của Nhi, cả Nhi góp ý với em Bùi Thanh Quỳnh Như thì em đấy cũng vẫn tiếp tục lên trên không gian mạng đưa ra cái thiết âm mưu để dẫn dắt và ma mị khán giả ăn không nói có, xuyên tạc và bịa đặt. Thì cá nhân của Nhi thì Nhi cũng không muốn phản biện hay là nói đi nói lại và nói nhiều về một cái người phụ nữ nữa. Nhưng cuối cùng thì Nhi xem cái clip buổi trưa ngày hôm nay, em lại tiếp tục em lên trên không gian mạng, em lại lừa dối khán giả. Em bảo là cái câu chuyện là chú Dũng thế nọ, chú Dũng thế kia và sự thật thế nọ và sự thật thế kia. Thì Nhi lại tiếp tục như này phải phản biện lại. Thứ nhất, em Bùi Thanh Quỳnh Như em muốn chia sẻ, em muốn dẫn dắt khán giả. Thì thứ nhất, cả không gian mạng mọi người người ta đều biết em không đủ trình, không đủ tư cách để tiếp cận được gia đình nhà chú Dũng hay là tiếp cận được nữ CEO cả. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây em đã quay xe và em đã lên trên không gian mạng, em đã nói xấu về Đại Lam, em nói xấu về nữ CEO và nói xấu về gia đình nhà chú Dũng rất chi là nhiều. Nên là cái câu chuyện mà bây giờ em bám vào nữ CEO, em bám vào cái câu chuyện về gia đình nhà người ta là không hay. Thứ nhất, gia đình nhà người ta đang trong gọi cho giai đoạn trong cái câu chuyện như thế này, mắc mớ gì đến em mà em ngồi em cứ phân tích, em ngồi cứ phản biện, em ngồi em cứ đoán già đoán non làm cái gì? Nếu như thực sự em biết được trong cái câu chuyện này, em biết hết được mọi thứ thì em phải chia sẻ nó đúng chứ không lên dẫn dắt sai. Thì em cũng phải biết được là trong thời điểm này cái câu chuyện của nữ CEO và những cái câu chuyện em bịa đặt, em xuyên tạc ra nó không tốt cho nữ CEO, nó không tốt cho gia đình nhà người ta là một. Cái vấn đề thứ hai, em là một người phụ nữ, em đừng có cậy quyền cậy thế, em đừng có cậy vào em là người phụ nữ để những các kênh khác người ta không muốn động chạm đến em. Là làm sao? Là bởi vì người ta còn giữ được cái danh dự một người phụ nữ để không đáng cho các kênh người ta phải lên tiếng, người ta phản bác lại em. Em đừng có nghĩ như vậy mà em cố tình em lên em xuyên tạc, em bịa đặt ra, em dẫn dắt cái câu chuyện. Thì câu chuyện gì em dẫn dắt thì đấy là việc của em. Nhưng mà em dẫn dắt nó phải đúng sự thật, nó phải đúng cái mục đích. Chứ em đừng lên bám vào lữ CEO mới ra đình nhà CEO để em câu view câu nai nữa. Em phản biện thì em phải phản biện đúng. Em đưa ra những cái lập luận thì nó phải có bằng chứng, nó phải có sự thật. Chứ em đừng có lên em ngồi một chỗ mà em dẫn dắt, em thao thao bất tuyệt và em gọi cho xuyên tạc, em bịa đặt ra. Mình là người phụ nữ, thậm chí em được học là một luật sư đấy, một luật sư quốc tế cơ mà. Thì em phải chia sẻ những cái gì hay, những cái gì đúng. Em phải làm những cái gì ra, tỏ ra và chứng minh cho khán giả, cho mọi người em là người có ăn có học. Em sống trong một cái gia đình được giáo dục đến nơi đến chốn thì mình phải chứng minh như thế. Chứ còn bây giờ em cứ lên trên không gian mạng, đúng không? Công ăn việc làm thì không có, nghề nghiệp thì không, học ra trường thì không xin được việc. Bây giờ em ngồi ở nhà, em câu kết, em lên em xuyên tạc, em bịa đặt, em câu view câu like để trang trải cái cuộc sống hàng ngày. Thì đấy là những cái sự chứng minh cho khán giả, cho mọi người thấy là em kém cỏi, gia đình nhà em, đúng không? Không có công ăn việc làm, đúng chứ nào? Chứ thật chất ra nếu như mà một cái người tài giỏi và có bằng quốc tế như em thì đáng nhẽ nhiều công ty, đúng không? Nhiều cơ sở, cơ quan người ta tuyển chọn em rồi. Chứ làm sao bây giờ để em thất nghiệp như thế? Đấy, em phải ngày đêm em lên trên không gian mạng, em xuyên tạc, em bịa đặt ra. Ngày em ra đến 4 đến 5 clip em xuyên tạc hết về Lạc Phong, hết về Hiền Anh. Xong bây giờ em lại đưa sang cái câu chuyện là nữ CEO với gia đình là nữ CEO và chú Dũng thế này, ông Dũng thế kia. Thì có phải là những cái lời nói của em thì em càng chứng minh cho khán giả, cho mọi người là một người phụ nữ, đúng không? Thì để cho người ta hái, đúng không? Để cho người ta khen. Thế em lại cứ để cho người ta chê, người ta trách làm cái gì? Trước đây em không thấy đã nhiều cái áp lực à? Bao nhiêu kênh người ta lên, người ta vạch vòi ra, người ta chia sẻ, người ta dẫn dắt ra, nói về em thế này, nói về em thế kia. Thì đã nghĩa ra em phải rút ra được cái kinh nghiệm chứ. Em phải biết được ra cái gì lên làm mà cái gì không nên làm.
Thế mà bây giờ em vẫn cố tình em ngồi em dẫn dắt, em vẫn cố tình em ngồi em ma mị, em vẫn cố tình em ngồi em xuyên tạc ra. Em đưa ra những cái phản biện, em đưa ra những cái chứng cứ có gì là thật đâu. Toàn là cái sự lươn nẹo, toàn là cái sự bịa đặt ra thôi. Thế làm gì có cái gì là sự thật. Nên mấy cái câu chuyện mà anh và anh nghe cái clip của em, anh chả biết em đang nói cái gì cả. Anh không biết em đang kể cái câu chuyện gì nữa. Hay là em đang trên trời rơi đất. Hay là em đang mơ. Em muốn làm cái câu chuyện thì em muốn kể cái câu chuyện cho khán giả, cho mọi người, thì phải kể cái câu chuyện nó là sự thật. Nó phải đúng mục đích. Chứ em đừng lên đây em a dua, hiểu chưa? Em sống bầy đàn. Em đi em phản biện kênh nọ, em phản biện kênh kia, nhưng thực chất em có biết cái gì đâu. Cái câu chuyện em bịa đặt ra cho cái người đi cùng chị Hiền Anh cũng thế thôi. Em có biết cái gì đâu. Em có biết là cái người đi cùng chị Hiền Anh là ai đâu. Chính anh là cái người được gặp cả cái chị được thực tế ở ngoài cơ. Còn được ăn cơm ngồi uống nước với chị cơ. Chứ em có biết cái gì đâu mà em ngồi em kể như đúng rồi, em ngồi em dẫn dắt mấy khán giả như đúng rồi thế. Bây giờ em phải biết là như này nè. Tại sao, lý do gì? Nếu như tầm tuổi như em, bây giờ đã con bồng con bế rồi, và bây giờ cũng lo cho gia đình rồi, lo cho hạnh phúc rồi, lo cho chồng, lo cho con rồi, nhưng mà bây giờ em phải biết tại sao cái thân cái phận của em đến cái thời điểm bây giờ mà bây giờ em còn đồng không mông quạnh, đúng chưa? Bây giờ em một thân một mình thì em phải biết được ra, em phải nhìn nhận được ra mình xấu ở điểm nào, mình đẹp ở điểm nào, và mình cái điểm gì mình chưa được hoàn thiện, cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Chứ bây giờ một người phụ nữ như em, để cả không gian mạng, đúng chưa, mọi người người ta lên tiếng, người ta phản bác em, người ta chia sẻ em về cái vấn đề trong cái thời gian vừa qua, thì chắc chắn em cũng biết chứ. Không biết là em có cái áp lực hay không, em có cái sự nhìn nhận hay không. Và bây giờ em lại bắt đầu em ngoi ra, đúng không? Em lại bắt đầu bầy đàn bè lũ với nhau. Trước đây những cái kênh nọ kênh kia đấy, nó lên nó phản biết này em. Nó đưa ra những lý lẽ, nó chia sẻ, đúng không? Nó nói về em đủ kiểu. Chứ bây giờ em lại vào bầy và đàn với nhau, thì có phải là em cứ mửa ra xong lại nếm lại không? Có phải những cái sự xuyên tạc, những cái sự bịa đặt của em ta đến cái thời điểm này bây giờ đã hạ màn chưa? Có cái gì là chứng cứ không? Có cái gì là sự thật không? Thế mà tại sao, lý do gì mà em không biết một cái gì mà bây giờ em cứ lên tà hay sao? Tà hay sao? Thế là như thế nào? Muốn phản biện, muốn dẫn dắt, muốn chia sẻ cho khán giả thì trước tiên cái người mình phải soi xét lại cái gia đình nhà mình, bản chất mình, cá nhân mình có đẹp hay không. Chứ bây giờ em cứ lên cá nhân, ông ta hay sao, thế là như thế nào? Có phải là cứ chè xong bắt đầu dẫn dắt, xong ma bị, xong lừa dối khán giả không? Xong nghĩ ra trò, ra kế, câu view câu like. Em không nhìn trong cái thời điểm này, em mấy ngày hôm nay em đang câu view câu like à? Em không nhìn thấy em đang bám vào Lạc Phong, bám vào Hiền Anh à? Hả? Đúng không? Thế bây giờ nếu như em không bám vào Hiền Anh, em không bám vào Lạc Phong, không bám vào cái Đại Lam, không bám vào cái gia đình Ông Dũng, thì em lấy cái chủ đề thì em phản biện. Thế anh hỏi em đấy, em bám vào những cái câu chuyện em xuyên tạc bịa đặt, thế anh hỏi em, thế ngày hôm nay em biết Lạc Phong mặc quần màu gì không? Em bám vào cái chun quần của Hiền Anh, em biết Hiền Anh hôm nay mặc quần màu gì không? Ăn món gì không? Mà em lên phản biện, em nói về chú Dũng với ông Dũng thế nọ kia, thì em biết ông Dũng này mặc quần màu gì không? Hay là em cũng rình, em cũng mò rồi, em cũng biết ông Dũng này mặc quần màu này, màu đỏ đúng chưa? Ngoài màu đen, trong màu đỏ. Hay là em cũng rình, em chui giúp ở đấy rồi, em cũng biết quần màu lọ, quần màu kia rồi đúng không? Thì em mới lên em khẳng định, mới em lên em phản biện, em nói như đúng rồi thế chứ. Còn nếu như em không biết, hạ màn đi em ạ. Chứ đừng lên đi phản biện, đừng lên đi đấu tố, và đừng lên đi nói về kênh nọ kênh kia là hạ màn đi mới thế này, mới thế nọ đi kia. Chính em mới là lên hạ màn đi, chính em mới là lên nghỉ đi nhá. Trong cái câu chuyện drama này hết rồi em ạ, còn cái gì nữa đâu. Lên đây chỉ dựa vào nhau để câu view câu like thôi, để kiếm ăn sống qua ngày thôi. Chứ đừng có lên đây dẫn dắt, đừng có lên đây ma mị làm cái gì nữa em ạ. Làm thân làm phận người phụ nữ thì làm sao cố gắng lo được tấm chồng, rồi chưa, vun vén cho gia đình, lo cho chồng cho con đi. Chứ đừng lên đây lo những cái chuyện bao đồng. Mang tiếng một luật sư quốc tế mà bây giờ thất nghiệp, không có công ăn việc làm, không có những nơi người ta tuyển chọn, đúng không? Bây giờ phải lên đây câu view câu like, xuyên tạc bịa đặt, kiếm ăn sống qua ngày như thế. Nhà giàu lắm cơ mà, đại gia lắm cơ mà, 4 đến 5 tầng cơ mà,
Tại sao bây giờ để đầu ấy rách như thế này, lên trên không gian mạng xuyên tạc bịa đặt như thế này, có thấy nó có phải nó lực cười không em? Thế là trong cái câu chuyện anh thì anh cũng không muốn phản biện, anh cũng không muốn nói nhiều về em, bởi vì nói về một người phụ nữ nó không đáng. Nhưng mà càng những cái sự gọi cho là nhìn nhận anh không muốn phản biện thì em lại càng cố tình, em lại càng muốn lên trên đây em thể hiện cơ. Thế nhưng em muốn thể hiện em phải nói đúng, em phải chia sẻ đúng sự thật. Thế đây em có biết cái gì về sự thật đâu, đầu không biết cuống thì không. Em ngồi em dẫn dắt, em ma mị, em lừa dối khán giả, hiểu chưa? Có phải là lừa dối không? Có phải là văn vở không? Nên là đừng có lươn nẹo, đừng có văn vở đấy em ạ. Hạ màn đi, nghỉ đi. No kiếm đấy anh chồng già trẻ cũng được, hiểu chưa? No cho cuộc sống gia đình cho mình đi, hiểu chưa? Yên bề gia thất đi. Bây giờ bằng tuổi như em rồi, người ta con bồng con bế rồi, đúng không? Như này em phải nên xem xét, em phải lên nhìn nhận được ra cái gì đúng, cái gì sai, cái gì làm được, cái gì không làm được. Chứ đừng lên đây nươn nẹo văn vở nữa, đừng bày đàn nữa em nhé. Hôm nay anh cũng phản biện với em nó ngắn lên đây thôi, cũng đưa ra cái lời khuyên và những cái lời lý lẽ ra để cho em biết. Chứ anh không bao giờ anh nên đấu tố phản biện, anh chỉ phản biện theo em bằng một cái cách văn minh lịch sự nhất. Mình đều là người có học em nhé. Còn hôm nay em đưa ra cái thiết âm mưu, đúng không? Em bảo là Lạc Phong thừa nhận tất cả. Thế Lạc Phong thừa nhận cái gì? Hả? Em cho khán giả, cho mọi người thấy đi. Những cái gì mà em nên em cứ giật tít câu view câu like, em cứ đưa ra những cái gọi cho cái ảnh thông neo thì anh thấy nó quá buồn cười luôn. Xem ở trong những cái clip mà em phản biện không có một cái gì nó rỗng tích, để cho nó toang hoác hết rồi. Chứ có cái gì là sự thật đâu. Thế mà em lên em dẫn dắt, đúng không? Em giật tít lên, em bảo là Lạc Phong đã thừa nhận tất cả. Lạc Phong thừa nhận cái gì? Hả? Lạc Phong thừa nhận, Lạc Phong có kể với em không? Hả? Mà tại sao em cứ dẫn dắt, em cứ gọi cho cầm đèn em chạy trước ô tô thế? Muốn chia sẻ hay muốn dẫn dắt hay muốn ma mị khán giả thì em phải ma mị nó đúng. Em phải chia sẻ nó đúng sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái gì nhá, em lên em phản biện, em chia sẻ với khán giả thì nó phải là sự thật. Nó phải công tâm nhất. Anh không bênh bên nào, anh không bè phe, anh không bày đàn với ai cả. Anh đây là anh ở giữa. Anh nhìn nhận cái sự việc này, em là cái người xuyên tạc bịa đặt. Em đang cố tình lèo lái cái câu chuyện. Em bẻ lái cái câu chuyện, đang đúng em bẻ thành sai. Và đang sai em bẻ thành đúng. Với cái mục đích của em chỉ là câu view, câu like thôi. Chứ không phải là em lên đây, em biết cái thông tin nọ, thông tin kia. Mà em ngồi em phân tích, em ngồi em dẫn dắt. Cái câu chuyện này anh khuyên em này nè. Thôi em ạ. Sống ấy, cố gắng mà lấy cái tấm chồng để lo yên bề gia thất đi, chứ đừng lên trên không gian mạng ngồi đấy mà dẫn dắt mà ma mị nữa. Cái gì mình dẫn dắt, cái gì mình ma mị, nó phải đúng, nó phải thực sự được khán giả mọi người người ta nhìn nhận được ra. Chứ em ngồi em cứ giật tít ra như thế ha? Người đàn bà mình sống mình làm sao mình phải đàng hoàng lịch sự chứ. Chứ bây giờ trong cái clip nói chả có cái gì gọi như là đúng sự thật cả, toàn gọi cho bịa đặt, toàn xuyên tạc ra thôi ha? Trong những cái clip em chia sẻ đấy, nó rỗng hết, nó toang hoác hết. Có cái gì là sự thật đâu? Hay là em toang hoác nó quen rồi, lên bây giờ những cái lời lẽ, những cái phản biện của em nó cũng toang hoác hết. Đúng không? Theo anh nghĩ khả năng nó toang hoác hết rồi. Nhưng là cái gì thì cái, mình lên đây mình phản biện, mình lên đây mình chia sẻ thì mình phải có cái dẫn chứng, mình phải có cái cụ thể, hoặc mình phải có cái bằng chứng gì, đúng không? Thì hãng chia sẻ. Chứ bây giờ nó không có một cái gì cả, ngồi lên cái câu view câu like. Em bảo Lạc Phong, đúng không? Đã thừa nhận hết tất cả rồi. Thế thừa nhận cái gì? Lạc Phong thừa nhận với ai? Em đưa ra. Ai nói với em? Ai chia sẻ với em? Hay là em cũng chỉ ngồi đây em câu view câu like? Thế là anh khuyên em, Quỳnh Như ạ, hạ màn đi, nghỉ ngơi đi nhá. Nếu như bí bách ngứa ngay quá, ra gặp anh nhá. Anh chiều hết tất cả, một mình anh chấp tất nhá. Chứ đừng lên đây ma mị, đừng lên đây lừa dối nữa. Muốn làm cái gì, muốn chia sẻ cái gì hay muốn dẫn dắt cái gì, phải dẫn dắt đúng sự thật nhá. Chứ đừng lên đây mà gọi cho thao thao bất tuyệt, đừng lên đây mà mỉa mai, đừng lên đây mà câu view câu like. Hạ màn đi, cái câu chuyện drama kết thúc rồi, không còn cái gì nữa. Còn nếu như ngứa ngáy quá nhá, ra gặp anh đáp ứng đủ nhu cầu hết nhá. Giờ riêng em, hiểu chưa? Một sàng hai sảy, hiểu chưa? Lẩy đom đóm ngay à, không phải lo nhá. Nhất là ngày hôm nay anh chia sẻ với em nó chỉ ngắn đấy thôi, phản biện vui,
nhá, tỏ ra thái độ anh em mình đều là người có học nhá. Còn nếu thích ngưỡng ấy cứ gặp anh, hiểu chưa, đáp ứng đủ nhu cầu à nhá. Xin chào em, xin hẹn gặp lại em trong những clip tiếp theo.